Chợ Tết Maryland Xuân Quý Tỵ năm 2013. Hội chợ Tết Maryland mở đầu mùa Xuân Quý Tỵ hôm Chủ nhật 27 tháng 1 vừa qua tại Silver Spring, Maryland. Ngay từ những giờ phút đầu mở cửa chợ Tết, đồng hương đã xếp hàng dài vào cửa và dạo quanh hơn 50 gian hàng, gồm các món đồ tranh hoa trang trí ngày xuân, các dịch vụ thương mại và tài chánh, các gian hàng vui chơi cho trẻ em, cùng là các quầy quà vặt, bánh trái, giải khát và nhất là những món bánh trái tiêu biểu của ngày Tết. Đến giữa trưa, các vị cao niên trang trọng cử hành lễ truyền thống trước bàn thờ Tổ quốc Việt Nam. Sau màn múa lân với tiếng trống chiêng vang dội rộn rã, cuộc thi trẻ em đẹp thu hút mọi sự chú ý, bé trai và gái từ độ tuổi 3 đến 10, chào hỏi, chúc Tết bằng tiếng Việt và trổ tài ca múa. Trong tiết mục này, đáng kể là sự tham gia của tổ chức kết đoàn, quy tụ các người trẻ ở lứa tuổi đại học và trung học. Nhóm kết đoàn và tổ chức từ thiện Mầm Hy Vọng Mới cùng hợp sức với Hội Ái Hữu Người Việt Maryland thực hiện chợ Tết Quý Tỵ năm nay. Hội Ái Hữu Người Việt Maryland từ khi thành lập năm 1982 đã bền bỉ tổ chức những hoạt động tương trợ và khuyến khích giáo dục cho thế hệ mới. Cùng là chợ Tết hàng năm, với sự tham gia tổ chức từ các đoàn thể người trẻ tuổi như các đoàn hướng đạo, tập thể sinh viên từ trường Maryland University và thành phần người trẻ mới ra đời làm việc. Sang năm nay, thành phần cột trụ của Hội Ái Hữu Người Việt Maryland tái thành lập ra tổ chức Hội Người Mỹ Gốc Việt Association of Vietnamese Americans để cùng nới rộng quan tâm và hoạt động của đồng hương Maryland và cùng liên kết với các tập thể người Mỹ gốc Việt trong vùng. Theo lời bà Minh Ngọc, tân chủ tịch của ASA. Association Việt của Vietnamese American sẽ mở rộng lên để làm việc chung với lại cộng đồng ở Virginia với lại DC. Và sau khi đó thì có thể hợp tác với lại mấy cộng đồng của Việt Nam trong nguyên nước Mỹ. Chúng tôi là làm việc chung với lại elected officials của Maryland trong mấy năm rồi, thì đấy thì họ có recognize là cái hội MVMA bây giờ là ABA đã giúp tiếp cộng đồng của mình rất là effectively. Elected officials đến để mà họ có cái dịp để nói chuyện với lại cộng đồng Việt Nam ở đây. Cho gia đình, nhất là hai em trẻ, để biết thêm về cái văn hóa của người Việt và Tết thì ra sao. Thì năm nay thì hai đứa nhỏ cũng hơi lớn thì nó cũng biết chơi những cái trò chơi của em bé, cũng rất là vui. Ở đây thì rất là đông khách, thành ra chỗ đi lui tới thì cũng hơi chật tí xíu. Nhưng mà rất là vui tại vì là khách người nào cũng là chuẩn bị ra để ủng hộ cộng đồng và chuẩn bị ăn uống vui vẻ. Đây là một trong năm chợ Tết mừng Xuân Quý Tỵ đã và đang diễn ra trong 3 cuối tuần trước ngày lễ Nguyên đán vào hôm mùng 10 tháng 2 sắp tới. Từ hơn 20 năm nay, Hội Cao niên vùng Hoa Thịnh Đốn, Hội Ái Hữu Người Việt Maryland, Cộng đồng Việt Nam tại Virginia, Maryland và Washington DC và các giáo xứ Công giáo đều đặn tích cực mang không khí ngày Tết đến với đồng hương trong các buổi hội chợ. Đặc biệt năm nay có thêm chợ Tết Fest diễn ra trong 2 ngày liền do Hội NOVAL, viết tắt là National Organization of Vietnamese American Leaders, lần đầu tiên tổ chức. Trong ngôn công dung ngôn hạnh đó là mình phải biết giữ gìn tính chất của mình, cách ăn mặc và giữ gìn lời nói của mình để giữ được nét đẹp và ý chí mạnh mẽ của một người phụ nữ Việt Nam. Ngoài ra, mình còn phải... Truyền thống Việt Nam tại hội chợ Tết Maryland càng hiển hiện hơn nữa vào những giờ phút cuối ngày, khi các thí sinh hoa hậu trong những chiếc áo dài tha thướt biểu lộ ý tưởng của họ về vai trò của người phụ nữ gốc Việt trong cuộc sống xã hội Mỹ đương thời. Tôi xin chúc quý đồng hương ở Maryland và dùng hoa Thịnh Đốn một năm mới sức khỏe dồi dào và may mắn và vui vẻ trong năm Quý Tỵ. Chúc mọi người mạnh khỏe.
Con chúc mọi người mạnh khỏe. Nguyễn Tự Tín tường thuật từ Silver Spring, Maryland. Truyền hình Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn, chúng tôi xin trân trọng kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, hôm nay là buổi là ngày thứ bảy, hiện tại là giờ này là khoảng 12 giờ rưỡi trưa, gần 1 giờ. Chúng tôi đang có mặt ở tại dưới câu lạc bộ của Giáo xứ Các Thánh Thượng Đạo Việt Nam để gửi đến quý vị những hình ảnh của buổi chợ Tết được tổ chức tại đây vào ngày thứ bảy 26 tháng Giêng và đến ngày Chủ nhật, tức là trong vòng 2 ngày. Thưa quý vị, như quý vị cũng biết là nếu nói đến Tết thì có rất là nhiều món hàng được bày ra bán. Ở đây cũng không có khác gì những chợ Tết khác. Có rất nhiều gian hàng bán bánh mứt, bán thức ăn. Thưa quý vị, nếu kể ra thì chắc chắn là quý vị sẽ cảm thấy rất là đói bụng. Thưa quý vị, và ở trên phía trên trước trong cái cửa đi vào thì cũng có những gian hàng bán bánh chưng, bánh tét, trái cây, những gian hàng bán hoa, những gian hàng bán những vật trang trí cho ngày Tết và đặc biệt cũng có những trò chơi cho trẻ em cũng như là cho người lớn. Thưa quý vị, chúng tôi xin mời quý vị theo dõi những hình ảnh chúng tôi thu nhận được trong buổi chợ Tết của Giáo xứ Các Thánh Thượng Đạo Việt Nam trong ngày hôm nay thứ bảy 26 tháng Giêng năm 2013. Cho bà con coi, còn hai vé, còn mấy vé? Bé thôi. Còn nhiều lắm hả? Tăng thả mọi dây cha em nhìn thông bố 6
14, số 14. Sao bạn có số 14 chưa? Bạn không hỏi mà. 42, số hồi sơn, số hồi sơn. Đi đâu cũng phải nhớ chồng tôi về đây ở bèo này sang núi khác, ai biết được đâu mà đây thứ đâu lòng người, người ấy hôm sau hay người còn tin. Ô, oh, số 69, số đẹp, số đẹp, số 69, số 69. Số 15, số 15, ai có số 15 chưa? Sau số 15 có, số 24 có luôn, rồi số 42, số 59 và số 72 có luôn, có 21 có, 34 có luôn, 59 mới sổ và số 72 rồi. Đây là thứ hai rồi. Thứ hai mọi người hai chục. Nhà bác nhớ mua vé tụi con đi đằng sau nha bác. Ngày hôm nay từ đây và cho tới tối mỗi vé là 2 đồng một vé. Nếu quý vị nào muốn nay tới ngày phải giao rồi. Không mau mà mua. Mua được. Lo chứ. Quá không vô. Quá đủ thứ đó. Khâu này là không cúng cùi. Cái cuối cùng. Cuối cùng khâu là quyết rồi. Đây là ông phải chế này. Nguyễn Kha đừng nhăn được đâu. Quý bà và anh chị em ủng hộ, chúng ta chỉ được biết bước lên sân khấu là chúng ta sẽ có những cuốn bánh su vanilla, bánh cuốn gỏi đu đủ, tô bò và cranberry cam thảo. Tông hoa thủy tiên và hoa lụa. Đây là những hoa rất là thích hợp cho những kẹp nướng và các loại chè. Các đoàn Đức Mẹ La Vang ở trong và gian hàng giáo xứ ở trên đỉnh Trần Nhà Thờ, bánh em, bò, cua bò và dưa món. Đó là những món mà tất cả các đoàn các gian hàng đang ủng hộ cho Tết. Xin mời ca sĩ Phi lên sân khấu. Hello, you're angry. Hello, you're angry. Hello, you're angry.